Nhưng là mình thì người ta sẽ gắn thôi. Dạ. Thị trường giờ cô cũng sợ lắm, ô bây giờ đa dạng tùm lum hết. Dạ. Bởi vì cô biết đó là chỉ có con trong ngày con như giống như con cô làm. Nhưng mà cô chưa có uống xích linh chi, cô chỉ mất nhà chặt thiệt. Cô cũng có ở trên lầu giống vậy nè, cũng vậy, nhưng mà cô trên lầu mình đâu có xài, mình chỉ tắm rửa thôi, đâu có nước thuốc mà cô uống, cô chắc thuốc nè. Cô vô xong rồi đó, hồi đó vô thuốc người ta gắn nước ghi kìa mạnh lắm. Dạ. Nói chung là mình là chỉ cần vừa đủ thôi à. Rửa mặt bình thường. Còn khi mà mình nhấn cái chức năng này lên á, là cái axit nó mạnh lên á, là mình dùng để sát khuẩn, mình đứt tay rồi gì kia đó, mình sát khuẩn đó, nó là cái chức năng ở dưới đây nè, nước rửa mặt làm đẹp nè, là sát khuẩn đó. Dạ, cô mở lên là nó chết đèn đỏ, nó kêu hoài luôn, do là đó, nó kêu hoài luôn, nó kêu là để nó báo cho mình không có uống á, là không được uống đúng không? Đúng rồi, thì cái đèn này nó dừng lại là nó đúng nè. Nó đúng, axit tới mức độ đó là đúng. Dạ đúng rồi đó. Còn nó chưa được là nó cứ kêu hoài hả? Dạ đúng rồi. Thì không phải, nó cứ kêu tiếp hoài vậy đó. Chừng nào mà cái đèn này nè, hồi nãy nó chớp nè. Hồi nãy nó chớp nè. Là có nghĩa là cái nước nó chưa đúng cái độ pH 6 chấm này. Chừng nào mà cái đèn nó dừng lại á, thì nó sẽ đúng. Nhưng mà 6 chấm này á, thì nó có một cái mức là, nếu mà không có chữ này á, là mức bình thường để rửa mặt thôi. Còn mà nó có cái chữ này thì là mạnh. Mình rửa mặt cũng được. Nhưng mà nó hơi bào cái da mình á, mình dùng chủ yếu để sát khuẩn thôi. Đó. Còn cái nút này á, là nó không có ghi gì là nước trung tính, nước giàu khoáng nhưng mà nó không có điện phân, dùng để uống thuốc pha sữa đồ này kia nè, nó không có làm mất cái chức năng của thuốc tây á. Uống thuốc pha sữa mà nước lạnh sao uống? Sao pha sữa được? Cô hâm ấm lên thôi, nó là nước sạch rồi nó cô chỉ dặn ra rồi cô để lên bếp cô hâm. Dạ, hâm hơi ấm lên thôi, mình đừng nấu sôi. Ờ vậy hả? Dạ. Con có ghi nè, pha sữa là nước uống thuốc tây, nước uống cho trẻ nhỏ. Là cái này. Dạ đúng rồi. Đó, còn ba mức kiềm cao chống oxy hóa nè, pH 8.5 nè, 9.5 nè. Thì mình muốn nó đúng cái đó thì là mình tắt cái chữ này đi. Mỗi cái chức năng mà mình bật cái chữ này lên á, là nó sẽ có thêm chức năng nữa là cái nước chống oxy hóa mạnh lên. Như cô á, ví dụ như cô uống cái này cho quen một tháng, hai tuần đầu nè, hai tuần đầu nữa nè, xong rồi cuối cùng là mình uống hàng ngày cái chức năng 9.5 này nè, mà mình bật tăng chống oxy hóa lên để cái lượng hydro chống oxy hóa nó nhiều á, mình uống vậy á là nó đào thải cái gốc tự do trong cơ thể cô, nó hỗ trợ mình trị bệnh á. Có nghĩa là tuần đầu cô uống cái này. Dạ. Hai tuần đầu đi. Hai tuần đầu cô nhấn cái nút số 1. Dạ. Nhưng mà có cái chữ này không? Có cũng được nữa cô, nó sẽ tăng ống chống oxy hóa lên thôi. Dạ. Dạ, cô uống chống oxy hóa nhiều cho nó tốt. Ừ. Dạ, xong cô nhấn xong cô dặn. Mình đợi cái đèn này nó dừng lại. Nó dừng lại rồi đó. Đúng rồi. Dạ.
Dạ, cái nước này mình tắm nó bị nhớt cơ thể đó. Ủa vậy hả? Nó cao quá. À, vậy mà chỉ được việc uống thôi hả? Dạ. Đây là thử ha. Dạ, con thử cho cô coi. Gì? Con trăm mấy mà thử sao được? Vậy mà bán 15 ngàn bình đó con. Dạ, chút nữa con đem, đó. Con đem đi test cho. Ờ, đâu đâu bên bàn mọi dặn. Có cục bấm cho con. Gạo. À, chưa có đục cái lỗ thông mới chảnh. Thôi vậy được rồi cô. Được chưa? Dạ rồi. Không có thực chất gì đó. Trong không? Đâu? Đây. Là thử cái gì vậy? À, thử hay là nút bình. Trong thử pH. Thử pH nè. Nút bình này nè cô. Bây giờ con lấy nước kiềm của mình nha. Là mức đầu tiên cô uống nè. Đây rồi, kìm để cho nó dừng lại. Nước mình hơi yếu. Của cô bị yếu hả? Dạ, hơi yếu chút. Cái gì có được không? Dạ được. Nó chậm thì cái chống oxy hóa của nó lên cao thôi. Thôi vậy hả? Uống sao hả? Dạ. Thì đó hỏi mày có cái ống nước nó hơi bị yếu nên người ta đi đường ống lớn rồi chuẩn bị người ta đưa vô này chắc vài bữa nó đưa vô á nó sẽ mạnh lên đó. Bây giờ là con để bên kia đi coi chừng gớp. Con phải quay hát trước nè. Ừ. Cái này là cái thôi phải quay hát trước cái nước này trước đi. Nước bình nè. Ừ, nước bình. Cô cứ múc cái ly này cô múc tới cái vạc này nè. Xong rồi nhỏ vô vô. Cái màu của cô nhìn nè, cái màu là hơi vàng nè. Thì nó chỉ 6.0 thôi. Và 6.0 là mang tính axit. Vậy hả? Nó là axit. Nước mình uống, cơ thể mình uống là phải từ 7.0, 8.0, 9.0 và cuối cùng là 9.5. Đó. Thì cái nước mình nó xử lý là lúc nào nó cũng axit hết trơn á. Còn đó. Cái tạp chất ở trong đây mình biết sao mình biết? Dạ, cái tạp chất á là mình chỉ có mình đem viện Master mình kiểm nghiệm thôi. Vậy mà thử vậy mà nói trong đây sao là bữa coi rồi nói sao đó, nói với cô sao đó. Còn cái này là cái nước mà con uống, cái nước tháng đầu tiên cô uống nè. À tới cái đó rồi. Vậy, dạ. Những cái ly này con có đưa cho cô? Dạ có. Với cái đồ thử này hả? Dạ đúng rồi. Cái này là cái đồ pH. Nó trên 8.0 nè. Con thấy nó màu xanh nè. Tại vì cái máy mình nó này luôn á. Đúng rồi, tay con tăng lên đó. Ừ. Đó. Ừ. Thì cơ thể mình nó phải uống là từ màu xanh lá cho tới màu xanh dương giống vậy. Mình để vô đây nó dễ thấy cái màu. Đúng rồi. Đó. Cũng đồng thời nước cái này gì nhỏ vô cái nó vậy ha. Bởi vì hồi đó giờ mình uống biết bao nhiêu ba cái nước. Con thử cái nước rửa mặt cho con coi. Rồi cái đó là nước xả ra đó hả? Dạ, nước xả ra. Cái nước xả ra đó cô lấy cái thao cô hứng lại cô rửa chén cũng được. Ờ vậy hả? Dạ. Đó, nó dừng lại nè, cô hứng nè. Nó còn thua cái nước đó, nó còn thua cái nước rửa mặt của mình nữa nè. À, giờ cái này là mai mốt nó hơi vàng lại. À. Con để hồi nó sẽ hơi vàng lại tại vì nó là mang tính axit, nó có cái vàng này nữa. Nó còn chua hơn, nó còn axit hơn là cái nước rửa mặt của mình nữa. Cho nên là cái nước bình 15 ngàn đó là nó cực kỳ không tốt. Bởi vậy cái đề số 3 đó hả? Dạ, cái con sẽ test cái mức cao nhất để cô thấy là cái này mai mốt mình uống hàng ngày nè. Nó dừng lại nè. Rồi, có cái chị bạn con ngày hôm qua là chị con bị ung thư mình bút cổ mà mình có mấy cô gắn xong rồi cổ sẽ cô thấy cái nước mình hứng ra cái này mình để là 24 tiếng đồng hồ trở lại nhưng mà mình đừng để nó tiếp xúc với ánh nắng.